Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối chủ nhật ngày 13 tháng 2 của Đài phát thanh truyền hình Sơn La với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Sơn La thu hút đầu tư góp phần khai thác tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. hiệu quả của chương trình giúp đỡ xã khó khăn. Tỉnh Sơn La phấn đấu chỉ số PCI tăng dần từng chỉ tiêu, chỉ số thành phần đến năm 2025 có chất lượng điều hành khá trong cả nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 126 ngày 12 tháng 2 gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo đó để khẩn trương triển khai thực hiện phát huy hiệu quả của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và đẩy nhanh tiến độ thực hiện tải ngân vốn đầu tư công qua đó góp phần nâng cao hiệu quả huy động sử dụng nguồn lực của nhà nước cũng như toàn bộ nền kinh tế và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong quý 1 năm 2022, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương tập trung thực hiện hoàn thành dứt điểm một số nhiệm vụ sau để triển khai và phát huy ngay hiệu quả của chương trình. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh mục nhiệm vụ dự án và phương án bố trí vốn có trọng tâm, trọng điểm trong 2 năm 2022 đến 2023 và từng năm 2022, 2023 xây dựng phương án điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn đầu tư công của chương trình trong năm 2022-2023. Bộ Tài chính bảo đảm bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước nói chung và thuộc chương trình nói riêng, chỉ đạo các đơn vị chức năng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kịp thời xử lý các vướng mắc về thanh quyết toán, công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các bộ cơ quan địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Chính phủ xem xét ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Nghị định về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn về việc thực hiện cơ chế đặc thù về khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia thuộc chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về điều kiện trình tự thủ tục mức lãi suất cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đánh giá, chủ động kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng với nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện hệ thống các cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa thời gian chi phí cho doanh nghiệp, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, công tác thu hút đầu tư vào tỉnh đạt kết quả khả quan góp phần khai thác tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ hoạt động hỗ trợ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Sơn La đã thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác để định hướng, chỉ đạo, nắm bắt tiến độ và kịp thời xử lý thao gỡ khó khăn vướng mắt cho các nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện thủ tục hồ sơ thực hiện dự án, tổ chức các cuộc gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp các sở ngành, các huyện thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục kiến nghị của nhà đầu tư tạo điều kiện để triển khai nhanh thủ tục nhất là thủ tục về xây dựng, quy hoạch, đất đai, môi trường. Đã xây dựng và ban hành đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 đạt 19.000 tỷ đồng. Đã trao chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án với tổng mức đầu tư 6.154 tỷ đồng tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng của tỉnh. Từ kết quả thực hiện của năm 2021 thì, thì chủ trương của tỉnh trong năm 2022 thì tiếp tục thực hiện tốt cái công tác đó là à, cải cách hành chính và kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La với mục tiêu là thu hút được ngày càng nhiều các nhà đầu tư đến đầu tư và phấn đấu thực hiện đạt được cái mức độ cao nhất và theo nhận định của cơ quan sở đầu tư chúng tôi ấy, thì trong năm 2022 này thì chắc chắn cái kết quả thu đầu tư vào tỉnh sẽ đạt được kết quả tốt hơn năm 2021 vì theo dự báo thì hiện nay cái tình hình dịch bệnh Covid cũng đã từng bước được khống chế và thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ thì chúng ta sẽ phải làm tốt hơn công tác thu đầu tư để các nhà đầu tư đến với Sơn La để xây dựng Sơn La ngày càng phát triển xanh nhanh và bền vững. Tỉnh Sơn La phấn đấu giai đoạn 2021-2025 huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 120.000 tỷ đồng, bình quân 24.000 tỷ đồng mỗi năm. Phần đầu đến năm 2025, khu du lịch Mộc Châu được công nhận là khu du lịch quốc gia, trở thành một trong những khu du lịch hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Định hướng xây dựng quy hoạch du lịch lòng hồ Thủy Điện Sơn La thành khu du lịch quốc gia, xây dựng và hình thành 8 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Văn đấu trở thành trung tâm chế biến nông sản, trung tâm sữa, hoa quả, cây dược liệu, du lịch của vùng Tây Bắc, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, văn đấu tỷ lệ lấp đầy đạt trên 60% tổng diện tích vào năm 2025, triển khai phát triển 8 cụm công nghiệp, hình thành các siêu thị tổng hợp từ hạng 3 trở lên tại mỗi trung tâm huyện, thu hút từ 1 đến 2 dự án đầu tư nước ngoài. cải thiện chất lượng, nâng cao điểm số và thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, phân đấu tăng dần từng chỉ tiêu, chỉ số thành phần, kế hoạch tổng điểm chỉ số PCI tỉnh Sơn La năm 2022 cao hơn năm trước liền kề. Phân đấu đến năm 2025 được xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành khá trong cả nước. Đó là kế hoạch hành động của tỉnh Sơn La thực hiện ngay từ đầu năm. Thực hiện nghị quyết số 02-2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Trong năm nay, tỉnh Sơn La quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh. Về cải thiện các yếu tố môi trường kinh doanh, tập trung cho việc thực hiện cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện cấp phép xây dựng theo từng loại dự án, công trình tương ứng từ 36 ngày, 76 ngày, 51 ngày, 94 ngày, 97 ngày theo các bước của bộ chỉ số cấp phép, chỉ số A3 Cùng với đó là tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ với nhiều giải pháp thiết thực như đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đối thoại doanh nghiệp và trách nhiệm giải trình, tiếp tục phát huy đa dạng hóa cách thức tổ chức và nhân rộng mô hình cà phê doanh nhân. Nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đang tăng cường chỉ đạo các sở ngành chủ động ra soát, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, lựa chọn các nhiệm vụ trọng yếu cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho từng ngành cụ thể, tạo động lực mục tiêu phấn đấu tăng trưởng chung của tỉnh. Trong quý 1 năm 2022, tỉnh Sơn La phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 4% và cả năm 2022 tăng 7,2% so với năm 2021. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Sơn La xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần phải chú trọng triển khai, đó là sớm nhanh chóng khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội sau dịch COVID-19 đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất, không để đứt gãy nguồn cung ứng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tình hình mới, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành lĩnh vực sản phẩm, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất bảo quản chế biến sản phẩm nông nghiệp nhằm tăng năng suất chất lượng nâng cao giá trị gia tăng và thích ứng với biến đổi khí hậu từng bước chuyển đổi số trong sản xuất nông sản thủy sản an toàn và các nhà máy chế biến gắn với phát triển các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ các nhà máy chế biến gắn với sản phẩm lợi thế chủ lực của từng huyện thành phố Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 1863 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phân công các cơ quan đơn vị doanh nghiệp phụ trách giúp đỡ các xã khu vực 3 trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2026. Sở Giao thông Vận tải được giao giúp đỡ xã Con Mạ, huyện Thuận Châu. Để phối hợp với chính quyền địa phương phát triển kinh tế xã hội, trong những năm qua, Sở đã có nhiều hoạt động thiết thực. Phản ánh của phóng viên thời sự. Co Mạ là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn. Theo kết quả giả soát, địa phương này có tới 54% hộ nghèo, trong đó có nhiều hộ thuộc diện khó khăn về nhà ở. Ngay trong năm 2021, khi được giúp đỡ, Sở Giao thông Vận tải đã hỗ trợ nguồn kinh phí 120 triệu đồng để xây dựng hai ngôi nhà mới cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Tết trời <laughs> qua tân giáo giáo thế, tôi tới trẻ nhỏ, cho tu, cho tu, là một cô ở phát luôn Không chỉ hỗ trợ các hộ nghèo, Sở Giao thông Vận tải cũng phối hợp với các nhà hảo tâm và huy động sự đóng góp của cán bộ viên chức, công chức, ngành trao 30 suất học bổng cho những học sinh nghèo hiếu học qua đó giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập Hôm nay con được các chú các cô ở Sở Giao thông được tặng quà Con rất là vui, con hứa con sẽ học thật giỏi để công tác giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực hiệu quả, Sở Giao thông Vận tải cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với địa phương, ra soát, đánh giá những mặt hạn chế khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội, từ đó đưa ra những định hướng hỗ trợ kịp thời. Theo kế hoạch, hàng năm Sở Giao thông Vận tải sẽ hỗ trợ xóa từ 2 đến 3 nhà tạm, hỗ trợ các trường về trang thiết bị dạy học, cải thiện hệ thống đường giao thông tại xã. Gần một năm thì trong tác phối hợp giúp đỡ xã Cô Mạ thì Sở Giao thông đã có những cái phần quà rất là thiết thực đặc biệt là chúng ta đã triển khai hai nhà xóa nhà tạm cho hai hộ gia đình trên địa bàn xã Cô Mạng và hỗ trợ hơn 1.000 mét thẳng lót cho các cháu học sinh của trường mầm non Bình Minh Cô Mạng thì và những những nhiều những phần quà khác nữa cho nhân dân trên địa bàn xã Cô Mạng thì qua chưa ngày năm thì qua cái kết quả giúp đỡ xã Cô Mạng thì cho rằng là đây là một cái có những bước đầu là đã đạt được những kết quả rất là tốt đã xóa được những nhà cho con mạ và giúp cho xã con mạ sẽ phát triển trong thời gian tới. Xuất phát từ một chủ trương phù hợp với thực tiễn, việc phân công các cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp chung tay giúp đỡ các xã, khu vực 3 trên địa bàn tỉnh đã đạt được hiệu quả thiết thực, qua đó giúp các địa phương nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân đẩy mạnh việc phát triển văn hóa xã hội, y tế giáo dục, đồng thời củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị xã hội tại các địa bàn trọng điểm của tỉnh Sơn La. Mỗi dân tộc thiểu số có phong tục tập quán văn hóa khác nhau, nhưng ở mỗi dân tộc đều có những người có uy tín là những già làng, trưởng bảng, các chức sắc tôn giáo, hoặc là những người có khả năng quy tụ, vận động, khuyến khích người dân thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, tỉnh Sơn La có số lượng người có uy tín đông nhất cả nước với gần 2.300 người. Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm tới đội ngũ người có uy tín bởi những đóng góp của họ. Tại Sơn La, 10 năm qua, tỉnh đã tổ chức 114 hội nghị tập huấn, cấp phát gần 1 triệu tờ báo dân tộc và phát triển, hơn 5 triệu tờ báo Sơn La cho người có uy tín, qua đó giúp cung cấp thông tin, kiến thức và chính sách pháp luật cho đội ngũ người có uy tín trên địa bàn. Thực tế, nhiều năm qua cho thấy, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La đã từng bước ổn định và phát triển, góp phần vào thành quả ấy có sự đóng góp rất tích cực của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ vừa là người truyền lửa, vừa là người giữ lửa cho no ấm, bình yên ở mỗi bản làng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Năm 2022, phần đầu có từ 30.000 hộ trở lên đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ca cấp xa xưa thiên đường mây hấp dẫn du khách những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ trong dịp đầu năm mới. Ngay từ đầu năm 2022, Hội nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tới các cấp hội và hội viên nông dân, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hăng hái đăng ký thi đua, hưởng ứng thực hiện phong trào thúc đẩy phát triển nông nghiệp tỉnh theo hướng xanh, nhanh, bền vững hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại cơ sở xây dựng và nhân diện các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị vận động thu hút các nguồn lực đầu tư để hỗ trợ thúc đẩy nâng cao chất lượng phong trào góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp bền vững từ phong trào ngày càng phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong hội viên, nông dân cùng thi đua làm giàu và quan tâm hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có trên 80.100 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Năm 2022, hội nông dân từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục khuyến khích hội viên nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, tăng cường trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh và thông tin thị trường ứng dụng nông nghiệp số và tích cực hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo phấn đấu 100% cơ sở hội tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tới các chi hội và hội viên nông dân phấn đấu có từ 60.000 hộ hội viên nông dân đăng ký thi đua và phấn đấu có từ 30.000 hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp Năm 2021 cả nước đã xảy ra 841 trận thiên tai với 18 trên 22 loại hình, trong đó 12 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Từ tháng 9 đến tháng 11, khu vực miền Trung đã chịu ảnh hưởng liên tiếp của 4 cơn bão và 6 đợt mưa lũ lớn diện rộng gây thiệt hại lớn đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Thống kê cho thấy thiên tai đã làm 108 người chết, mất tích, 95 người bị thương, gần 394.000 con gia súc và gia cầm bị chết, hơn 130.000 hecta lúa và 78,5.000 hecta hoa màu bị hư hỏng, 766 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và 14,9 nghìn ngôi nhà bị ngập hư hại, ước tính giá trị thiệt hại trên 5.200 tỷ đồng. Tuy thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2021 giảm kỷ lục ở mức thấp nhất trong 20 năm qua, nhưng thiên tai ngày càng cực đoan khó lường, trái quy luật do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã và đang gây tổn thất rất lớn. Trước tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, để giảm thiểu thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn ra soát khắc phục những tồn tại bất cập trong việc vận hành xả lũ của hồ chứa thủy lợi thủy điện tập trung nâng cao chất lượng dự báo cảnh báo tổ chức theo dõi giám sát chặt chẽ thiên tai sự cố thông tin đầy đủ kịp thời đến các ngành các cấp và người dân để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó xây dựng kịch bản phương án ứng phó với tình huống thiên tai không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống nâng cao chất lượng dự báo cảnh báo cung cấp thông tin về thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập, nhất là khu vực sung yếu, ra soát phương án sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ các địa phương ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổ chức diễn tập cứu hộ cứu nạn đối với các tình huống thiên tai sự cố thường xuyên xảy ra. Sau đây là tin gió mùa đông bắc. Hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một vài nơi thuộc đông nam tỉnh Sơn La. Dự báo đêm 13 tháng 2 và ngày 14 tháng 2 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác trong tỉnh do ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ đêm 13 đến ngày 16 tháng 2, trời rét, vùng núi cao rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 đến 14 độ, vùng núi cao 8 đến 10 độ. Thưa quý vị và các bạn, với độ cao 1.500 đến 1.800 mét so với mực nước biển, vùng núi non hùng vĩ ở xã vùng cao Tà Sùa, huyện Bắc Yên, những năm gần đây trở nên một điểm hấp dẫn của những du khách thích khám phá, trải nghiệm Mảnh đất này còn được mệnh danh là thiên đường mây đẹp nhất nhì Tây Bắc và luôn cuốn hút du khách trong dịp đầu xuân nhâm dần 2022. Tà Xùa, những ngày đầu xuân, du khách khi đặt chân đến Tà Xùa sẽ được trải nghiệm dòng thác mây cuồn cuộn, bồng bềnh, đào lấy những dãy núi cao hùng vĩ, chạy dọc chân trời, phủ trên những nếp nhà đơn sơ. Tất cả tạo nên một bức tranh xuân đẹp, say lòng mọi du khách khi ghé thăm. Xoàn mây, bạn phải thức dậy sớm, tìm một không gian lý tưởng, có tầm nhìn bao quát, chọn cho mình một ly đồ uống phù hợp, rồi thong thả, đón đợi bình minh, đón đợi ánh mặt trời chậm chậm xoài dọi xuống biển mây kỳ vĩ, tạo nên những sắc màu lạ mắt. Trước khi đến đây thì em có nghe là Tà Sùa có thiên đường mây rất là đẹp, phong cảnh hữu tình, thì uh, sau khi bàn bạc bà với bạn bè thì em chúng em đã quyết định đến đây thì đường lên đây thì cũng uh, cũng hơi hơi sợ bởi vì là đường thì cũng dốc nhiều nhưng mà khi lên đến đây thì phong cảnh rất là đẹp để có những chuyến săn mây thành công trước chuyến đi du khách phải nắm bắt thật kỹ thông tin dự báo thời tiết khu vực tây bắc thời điểm thích hợp nhất để săn mây tà sùa là từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau trong dịp đầu xuân năm mới này khi thời tiết giao hòa vùng đất Tà Xùa không có mưa, trời hửng nắng sớm. Đây là dịp lý tưởng để du khách thập phương đến trải nghiệm, khám phá và săn mây. Bọn em thì cũng đi một vài nơi ở vùng Tây Bắc và hôm nay thì bọn em đến đây cũng rất là may thì được đúng dịp mây xuống này với cả thời tiết đẹp. Chỉ trong và sau mấy ngày Tết nguyên đán vừa qua, lực lượng khách đến vùng Tà Xùa đã tăng đột biến, báo hiệu một năm khởi sắc về du lịch cho vùng đất vốn còn nhiều khó khăn này. Trong cái thời điểm mà cao điểm nhất của quán của em thì là một ngày sẽ có tầm khoảng tầm 3 đến 400 lượt khách và khách hàng khi mà đến với lại Tà Xùa Bắc Yên xưa La thì mọi người rất là tuân thủ cái luật 5K mà chính phủ đưa ra. Và sau mỗi sau những trải nghiệm của những người khách thì họ có chia sẻ với em là cảm nhận là cái nơi này nó rất là bình yên và đẹp một cách nó, nó khá, là khác khác biệt. Vùng đất Tà Xùa trước kia 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Từ khi nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch, những năm gần đây, huyện Bắc Yên đã tập trung phát triển hạ tầng, thu hút nhiều nhà đầu tư, kết hợp với người dân bản địa, cùng làm du lịch, cùng xây dựng các homestay, quán ăn, cà phê giải khát để đáp ứng nhu cầu của du khách. Chúng tôi đang đặt ra vấn đề là, là, trong thời gian tới thì tập trung cao về thu hút đầu tư từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Thì vấn đề này thì chúng tôi trước tiên chúng tôi xác định là cái quy hoạch về phát triển du lịch huyện Mỹ Yên sẽ đặt lên hàng đầu. Chúng tôi tập trung cao từ năm 22 trở đi sẽ đưa vấn đề quy hoạch các khu các điểm du lịch của huyện Bắc Yên lên hàng đầu. Ở Tà Sùa, du khách có thể đến tham quan trải nghiệm nhiều địa điểm đẹp nguyên sơ như đồi chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, hoặc thưởng thức đặc sản dân tộc như táo sơn cha, thịt hun khói, thịt lợn đen, gà đen bản địa, xôi ngũ sắc, vân vân. Tuy nhiên, đã đến Tà Sùa thì bất cứ du khách nào cũng mong muốn săn được mây để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ trong hành trình khám phá trải nghiệm thiên đường mây Tà Sùa. Trong những năm qua do làm tốt công tác phòng chống sốt rét với sự chủ động, bài bản về đầu tư nguồn lực chuyên môn kỹ thuật và củng cố hệ thống y tế từ tỉnh tới xã bản, được duy trì nên 5 năm trở lại đây toàn tỉnh không có ký sinh trùng sốt rét nội địa. Nhờ đó Sơn La đã cán đích loại trừ sốt Z ở 100% số xã của 12 trên 12 huyện thành phố vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, để chủ động phòng tránh bệnh sốt rét có thể quay trở lại, tỉnh Sơn La đã xác định rõ các mục tiêu phòng ngừa, trong đó xác định các khu vực trọng điểm, khu vực nguy cơ cao về phòng chống và loại trừ sốt rét như sự ảnh hưởng của khu vực lòng hồ thủy địa Sơn La, vùng giáp biên giới Việt Nam Lào, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Mục tiêu chung là nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa bệnh sốt rét quay trở lại sau loại trừ đến năm 2025. Tỷ lệ mắc ký sinh trùng sốt rét còn dưới 0,001 trên 1.000 dân. Tỷ lệ tử vong do sốt rét 0 trên 100.000 dân, không để dịch sốt rét xảy ra, tập trung ưu tiên vùng có nguy cơ cao sốt rét quay trở lại và củng cố các yếu tố bền vững nhằm ngăn chặn phòng ngừa bệnh sốt rét quay trở lại sau loại trừ, đảm bảo người dân trong vùng nguy cơ được bảo vệ bằng các biện pháp phòng chống vector thích hợp. Chỉ tiêu hàng năm có trên 98% hộ gia đình ở vùng có nguy cơ cao sốt rét quay trở lại sau loại trừ có đủ màn phòng chống muỗi. Hàng năm có trên 90% người có nguy cơ cao mắc sốt rét như đi rừng, ngủ rẫy, sử dụng biện pháp phòng chống sốt rét như nằm màn, vống man, tẩm hóa chất và các biện pháp bảo vệ cá nhân khác. Duy trì trên 95% dân số vùng có nguy cơ cao sốt rét quay trở lại sau loại trừ biết ít nhất 4 thông điệp chủ yếu về chống sốt rét như bệnh sốt rét do mũi truyền, nằm màn và phun hóa chất để phòng chống sốt rét. Khi bị sốt phải đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh uống thuốc đủ liều theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Thưa quý vị, ngày lễ Valentine 14 tháng 2 là dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm và dành tặng cho nhau những món quà đặc biệt. Cận kề ngày lễ tình nhân cũng là khởi điểm thị trường quà tặng bắt đầu sôi động với đa dạng mẫu mã sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn những món quà dành tặng một nửa của mình. Hoa tươi, đặc biệt là hoa hồng đỏ, luôn gắn với biểu tượng tình yêu, là món quà không thể thiếu trong ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Tại một số cơ sở kinh doanh hoa trên địa bàn thành phố Sơn La, chủ cửa hàng cho biết nhu cầu về hoa trong dịp Valentine khá lớn, kéo theo giá các loại hoa cũng tăng. Có loại gần gấp đôi trong đợt Valentine năm nay. Do vâng, những ngày này tôi bán hoa hồng là chủ yếu, nhiều nhất mà hoa năm nay thì đắt hơn với mọi năm rất là nhiều. Vì với cả không có với cả Trung Quốc họ nhiều. Ngoài hoa hồng thì sô cô la biểu tượng của sự ngọt ngào cũng là món quà được nhiều người lựa chọn trong dịp lễ Valentine. Là một trong những cửa hàng kinh doanh quà tặng và đồ lưu niệm lâu năm trên địa bàn thành phố Sơn La, chị Thu Hương, quản lý shop bống cho biết, năm nay mẫu hộp quà tặng sô cô la phong phú, đẹp mắt thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng với giá dao động từ 200 đến 500.000 đồng một hộp rất nhiều các sản phẩm trang điểm, mỹ phẩm cũng được khách hàng tìm mua để tặng nửa kia của mình. So với mức tiêu thụ của năm nay thì là chắc chắn là nó sẽ giảm hơn so với những năm trước để do dịch bệnh. Rồi các bạn trẻ cũng sẽ hạn chế tiếp xúc và đi lại nhiều hơn. Trước ra mọi năm thì mặt hàng sô cô la là chủ yếu. Nhưng mà với xu thế năm nay thì các bạn trẻ lại không thành kiến là phải tặng socola các bạn là ở cái lứa tuổi mà đang yêu nhau thì có thể tặng những cái món đồ lưu niệm rất là xinh ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhiều người tiêu dùng cân nhắc hơn trong chi tiêu song không vì thế mà quên đi ý nghĩa thực sự của ngày lễ tình nhân với nhiều người giá trị của món quà không được tính bằng giá tiền mà đến từ tình cảm của người tặng tại cửa hàng mà qua lưu niệm thì em đã lựa chọn được cho bạn trai của mình món quà đó chính là hộp quà coca. em muốn nó gửi đến cho bạn trai của mình những nơi tình cảm chân thành và ngọt ngào nhất để gửi đến cho bạn trai. Các cơ sở kinh doanh cũng thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn hoặc miễn phí vận chuyển cũng như miễn phí các dịch vụ gói quà, góp phần giúp các cặp đôi đón một mùa lễ tình nhân valentine ấm áp và ý nghĩa. Thời gian qua, cục quản lý thị trường đã tăng cường công tác quản lý địa bàn kiểm tra kiểm soát thị trường kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá kinh doanh hàng hóa nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng Cục Quản lý Thị trường đã chú trọng kiểm tra các mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, các mặt hàng tươi sống, được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán. Các mặt hàng có nhu cầu cao trong phòng chống dịch COVID-19 như khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, thuốc chữa bệnh, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, làm tốt công tác phòng chống buôn lậu qua biên giới. Từ mùng 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Sơn La đã kiểm tra 243 vụ, xử lý 140 vụ vi phạm, tổng số tiền nộp phạt trên 711 triệu đồng. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho tổ chức cá nhân kinh doanh, tổ chức ký cam kết không kinh doanh buôn bán hàng cấm, hàng giả, kém chất lượng đối với 262 cơ sở kinh doanh. Thời gian tới, cục quản lý thị trường tiếp tục tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá chống đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân. Vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 12 tháng 2 tại km 254 cộng 30 quốc lộ 6 đoạn qua đèo Trình Đông thuộc địa phận xã Trình Đông, huyện Yên Châu đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe tải khiến giao thông ùn tắc hàng giờ. Tại thời điểm trên, xe ô tô biển kiểm soát 29H 46036 di chuyển theo hướng Sơn La Hà Nội Đến địa điểm này đã xảy ra va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 28C 00244 đang di chuyển theo chiều ngược lại. Hậu quả hai phương tiện bị hư hỏng. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông ùn tắc cục bộ hơn 1 km. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng quản lý đường bộ và lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, giao thông qua khu vực đã cơ bản được thông suốt. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi cao rét đậm, độ ẩm 65 đến 99%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 13 đến 22 độ. Thành phố Sơn La 12 đến 22 độ. Mường La 12 đến 25 độ. Mai Sơn 12 đến 22 độ. Yên Châu 14 đến 22 độ. sông Mã 12 đến 24 độ. Bắc Yên 12 đến 19 độ. Phú Yên 12 đến 20 độ. Mộc Châu 10 đến 18 độ. Sốc cục 12 đến 24 độ. Vân Hồ 10 đến 18 độ. Thuận Châu 13 đến 22 độ.